xương cá nhé các bạn nhé. Đây xương cá nhỏ và xương cá to. Thì cái kích thước của cây xương cá nhỏ này dài khoảng 12 cm, cây xương cá to này dài độ khoảng 20 cm và nặng mặt. Đấy. Cái vùng này mình sẽ đẩy trên vùng sống mũi. Đấy. Vùng này mình sẽ đẩy ở chỗ hõm đầu mắt và vùng dưới dây tai hoặc đẩy khắp da mặt. Có tác dụng là ủi để làm khí huyết lưu thông, làm đẹp da và nó sẽ làm giảm bớt cái sinh huyệt đi khi mà mình ấn huyệt. Và mình có thể bôi cao trên các cái vùng phản chiếu để mình trà những cái vùng đấy để chữa, ví dụ chữa đau họng chẳng hạn đó. Đấy, chữa đau họng hoặc là mình trà xung quanh mắt, hoặc là mình dùng để mình hạ huyết áp đó bằng cái cây này. Mình dùng cây xương cá các bạn này, các bạn trà trên mặt như này rất là nhẹ nhàng. Ví dụ để hạ huyết áp cao mình sẽ trà từ đầu cung mày đến cuối cung mày như thế này, nhẹ nhàng này, hoặc là ở hốc mắt này, hốc mắt như này. Hoặc là gì để mình chữa ho thì mình trà ở cái vùng dưới dái tai như thế này, trà nhẹ nhẹ, mình có thể bôi một ít cao ở đây rồi mình trà được khoảng 30 tiếng đếm ở đây. Hoặc là mình sẽ dùng để mình ủi khắp mặt, ủi khắp mặt như thế này để làm đẹp da, hoặc là mình dùng cái lõm này để mình ủi trên cái vùng sống mũi như thế này. Hoặc là cái bé cái này mình có thể mình dùng mình ủi trên các ngón tay như này để chữa thấp khớp, chữa đau các ngón tay, tê các ngón tay. Là lõm vào như này thì nó sẽ ôm sát. Còn cái đầu lồi này mình sẽ trà ở trong những cái vùng kẽ như thế này, trên vùng mặt phẳng như thế này. Chào các bạn, rất nhiều người hỏi mình về cái cách mà chữa giãn tĩnh mạch chân ấy, thì bấm bộ huyệt nào. Thì mình trả lời với mọi người rằng ấy, thì trước khi dùng bộ huyệt ấy, mình sẽ chọn cái cách đơn giản nhất là dùng cái cây xương cá này, cái xương cá này. Sau đó này mình sẽ ủi cái đầu này, cái đầu lõm này này, mình sẽ đẩy, mình kê cao chân lên một chút như thế này, mình sẽ đẩy bốn xung quanh chân, bốn xung quanh chân, đấy, ủi như này, bốn xung quanh chân, đấy, hết một vòng, sau đó mình ủi như thế độ khoảng 10 đến 20 vòng khắp chân như thế này, sau đó mình lại đẩy tiếp đến đây, tiếp đến đây, đấy, ủi tiếp, cũng khoảng 10 đến 20 vòng như vậy, sau đó mình ủi như thế này, đấy. Một ngày mình cứ ủi như thế độ khoảng 3 đến 4 buổi liên tục như thế này. Thì cái giãn tĩnh mạch nó sẽ dần dần nó hết, kể cả giãn này, kể cả tắc này, tĩnh mạch này, mình đều làm thế này. Thì mình sẽ sử dụng cái cây xương cá to này. Đấy. Cái đầu này ấy, thì mình sẽ lăn trên những cái vùng chân như này, nó sẽ ôm sát vào chân. Còn cái đầu lồi này mình sẽ đẩy trên cái vùng lưng để chữa đau lưng. Đấy. Thì mình có cái cây xương cá này thì là tốt rồi, còn nếu không có cây xương cá mình sẽ dùng này. Cũng kê cao chân như này, dùng 10 đầu ngón tay này. Mình sẽ cào như thế này, cào như thế này, đấy, khoảng 10 đến 20 vòng khắp như này, hoặc là độ khoảng 5 đến 10 phút khắp như này, sau đó mình cào đây, cào như này. Đó. Cào như này sau đó mình vuốt, vuốt như này. Và các bạn lưu ý là luôn là một chiều từ gót chân hướng về tim. Đấy, từ gót chân hướng về tim. Và khi các bạn nằm ngủ trên giường ấy cũng phải kê cao chân lên. Nếu mà mình nằm xuống mà mình gác chân cao lên để cho người khác làm cho mình thì là cái tốt nhất, còn nếu không là tự mình sẽ làm như này. Và các bạn tránh là đứng lâu tại một chỗ, và nên là cứ đứng khoảng một lúc sau đó phải di chuyển, tránh đứng lâu thì nó sẽ lại càng gây tắc. Các bạn chịu khó làm điều lặn như này thì sẽ khắc phục được cái tình trạng tắc và giãn tĩnh mạch chi.